chào quý cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2022. Còn 2 ngày nữa thôi là tới Noel rồi. Hiện tại thì Nick đang có mặt ở đường Phạm Thái Hiển, con đường Sấm Đào rất nổi tiếng tại quận 8 Sài Gòn. Mỗi năm thì cứ vào gần dịp lễ Noel đó thì rất là đông người đến đây để đi chơi, đưa các em các cháu để vào khu vực này rất là vui. Hôm nay thì có cơ hội xuống đây chơi thì Nick cũng quay lại chia sẻ cho cô chú chị và các bạn cùng xem nha. Đây là đường Phạm Thái Hiển, ngay phía dưới của cầu Nhị Thiên Đường. Mới tới đoạn này thôi thì Nick đã thấy rất là đông người, xe rồi người nha, đông lắm. Chỗ này bắt đầu hơi có tình trạng kẹt xe tí rồi. Và hôm nay chỉ mới là ngày 22 tháng 12 thôi, chưa tới ngày Noel, chưa tới ngày Giáng sinh. Nhưng mà đông người, tranh thủ buổi tối, những ngày này còn tương đối là chưa quá đông để có thể đi dạo chơi, ngắm cảnh con đường Sấm Đạo, Phạm Thái Hiển, quận 8 rất là nổi tiếng. Mỗi năm thì cứ vào dịp Giáng sinh là ở đây sẽ có nhiều nhà dân nè, hay là những khu giáo dân, hay là những cái khu nhà thờ trang trí về hang đá, về những câu chuyện của Chúa Giêsu Giáng sinh ra đời đó, rất là đẹp. Cho nên là ai cũng muốn ghé ngang để thăm, để viếng, để xem, và cũng như là để đi chơi vào dịp lễ Giáng sinh. Ông già Noel mới vẫy tay bán đồ, đặc biệt là thu hút trẻ em á. À, chỗ này có cái hang đá trang trí ở bên trái nè. Wow, lên đèn cũng lung linh lấp lánh luôn nha. Để Nick chạy tới gần ngó ngang qua xem tí xíu nè. Thấy cũng khá là đẹp. Cũng là có hang đá Merry Christmas là chúc mừng Giáng sinh. À, nhiều người đi trên đường thấy đẹp cũng dừng lại chụp hình. Đặc biệt là trẻ em, các gia đình, các cha mẹ đưa là đi tới đây dừng lại chụp ảnh. Wow, buổi tối lên đèn đẹp lắm. Ban ngày thì nhìn rất là bình thường thôi, nhưng mà bởi vì ban đêm là nhờ những cái ánh đèn xanh đỏ tím vàng lên nhìn lung linh luôn. Wow, ngay chỗ này là có những cái hang đá đẹp như thế này rồi, tuyệt vời nha. Chúc mừng Giáng sinh nha, vinh danh Thiên Chúa trên trời. À, hình Chúa Giáng sinh hài đồng hài nhi mới sinh ra đời đó. Wow, ai đi ngang cũng tò mò ngó nè. Ở bên đây thì người ta tranh thủ bán đèn Noel, đồ trang trí Noel hay là đồ đeo trên người để đi chơi. Đó, nhiều gia đình cũng dừng lại mua cho các em bé nha. À, bây giờ Nick chạy tiếp đây. Vì con đường này cũng 5-6 cây số, cái đoạn mà gọi là Sấm Đạo đó, rất là dài. Người ta nói là đi hết con đường này cũng không thấy hết đèn, bởi vì chạy đâu cũng thấy là đèn trang trí Giáng sinh. Rồi nhiều cái khu mà người ta trang trí rất là đẹp, chưa kể là những cái nhà thờ sẽ lộng lẫy luôn. Hôm nay thì coi mấy cái nhà thờ bên đây như thế nào, Nick sẽ di chuyển phía dưới đó và sẽ quay lại chia sẻ cho bà con cô bác mình cùng xem luôn nha. Mới chạy một tí thôi thì tới đoạn này bắt đầu kẹt xe rồi. Giảm tốc độ chậm xuống rồi, mọi người chỉ nhích từng ly từng tí thôi nè. Đó, bây giờ là kẹt luôn rồi nha. Hôm nay mới ngày 22, thông thường là ngày 23, 24 là sẽ đông cực kỳ luôn. Đặc biệt là đúng ngày Giáng sinh thì thôi, ngày đó người ta đi chơi. Mà năm nay thì 24 sẽ rơi vào ngày thứ bảy cuối tuần nữa. Như vậy thì cuối tuần này, ngày 1 là khu này là một trong những khu mà kẹt xe kinh khủng, chắc chắn là đông người lắm. Mỗi năm á là Nick cũng có tới, nhưng mà thường là tới ngay chỗ cầu Nhị Thiên Đường, thấy kẹt xe quá đông thì thôi Nick không đi vào nữa. Và cũng nhiều năm rồi không đi bước vào bên trong đây xem dịp Giáng sinh phố Phạm Thế Hiển này trang trí như thế nào. Hôm nay thì có thời gian tranh thủ là đi xuống đây, và hôm nay cũng tương đối là thông thoáng một tí, nhưng mà có thể là chạy được vào bên trong. Ngay đoạn này thì kẹt xe thôi, nhưng mà Nick nghĩ bên trong chắc cũng còn ok, nên là tranh thủ đi xem nó như thế nào nha. Bây giờ thì nhích từng ly từng tí thôi, không sao, nhưng mà vẫn còn chạy được. Nhưng mà để tới ngày 24 thì thôi chắc là không có đường xe chạy luôn, bởi vì lúc đó quá đông nha. Rồi, ráng một tí kẹt xe chờ thôi,
bây giờ nhích từng ly từng tí, nhưng mà thấy cảnh này cũng khá là đông vui, bởi vì buổi tối trời mát đi dạo mà đi như thế này thì cũng không sao nha, kẹt tí vui thôi. Of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Troll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. Vực này là tới nhà thờ Bình Thái nè. Nhà thờ Bình Thái thì cũng trang trí đèn rất là đẹp, cho nên là mọi người đi ngang ngó nghiêng nên là kẹt xe. Ai nhìn vô bên trái cái đèn lộng lẫy lung linh luôn. Và nhiều người cũng ghé vào bên trong nhà thờ để đi ngắm đi xem, cho nên là tắt xe kẹt đường tí xíu thôi. Đó, nhìn rất là đẹp nha, vui đó. Đông quá, nhưng mà Nick sẽ không dừng ở đây đâu. Nick sẽ đi tiếp xuống phía dưới, có những khu nhà thờ như là nhà thờ Bình Thuận nè, sẽ rất là lớn và có chương trình rất là hay, cho nên là Nick sẽ tiếp tục đi thôi. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân Nick nha. Chúng ta sẽ đi thẳng xuống, nguyên con đường này còn dài, còn nhiều chỗ rất là hay nè. Chỗ này có một cái hang đá khác nè, rất là đẹp luôn. Đức Mẹ Maria, Chúa Giêsu, trong một cái hang đá mừng Chúa Giáng Sinh. Đây cũng nhiều người dừng lại cho các em nè, chụp ảnh. Có ông già Noel đứng vẫy tay bán đồ ha, bán đồ mặc Noel trong dịp Giáng Sinh, thu hút cho các em, các gia đình dừng lại mua nhé. Có một anh cầm nguyên một chồng bong bóng phía dưới nè, đây màu sắc rất là đẹp. Để chạy tiếp đi. Wow, bong bóng mà. Cái này cũng rất là thu hút trẻ em à. Đây là có một cái hang khác nữa, nước suối chảy luôn. Có nhiều gia đình đó là đầu tư công phu luôn nha, có thác nước chảy nữa. Rồi ngôi sao đèn lấp lánh. Đây những cái hang đá cho Chúa Giáng Sinh nè. Đi tiếp thôi, quá nhiều cái đẹp luôn rồi. Nhà nào cũng trang trí đèn ở phía trước, chưa kể là cái dãy đèn mà hai bên đường kéo dài mấy cây số này, rất là tuyệt vời nha. Lên đường đi tiếp nha cô chú anh chị và các bạn. Tôi thấy là nhiều nhà cũng để đèn lung linh lấp lánh, mặc dù là mấy năm dịch không có kinh tế, không lập được gì nhiều, chỉ mới trở lại năm nay thôi, năm 2022 thì mở cửa là mang buôn bán trở lại cũng tương đối. Wow, chỗ này
nhân dịp là lễ Giáng sinh là chưa tới đâu, nhưng mà cũng y đông luôn, nhạc sống rồi chơi nhạc sung quá trời luôn nè. Bên trái nữa là nguyên dãy luôn hang đá nè. Wow, đẹp quá, nhiều người cũng đứng lại chụp ảnh cho các em lên chụp hình vui chơi nha. Đây, khu này đầu tư cũng nhiều, có nhiều gia đình nó kết hợp nhiều làm hang đá trang trí Giáng sinh, trang trí Chúa Giêsu ra đời. Rồi đồng thời là những ngày này khu xóm đạo này mời bạn bè về sớm hoặc về nhà ngồi phía trước là ăn nhậu ca hát lên đình rất là vui luôn nha, mừng Chúa Giáng sinh. Thì cái hang này cũng rất là đẹp, đông người tập trung luôn. Đi trên đường này để ý tí là sẽ thấy chỗ này chỗ kia là có ăn nhậu, có hát hò, trông rất là happy, rất là hạnh phúc. Những ngày này xóm đạo rất là vui, là ai có quen người xóm đạo là vào dịp này phải nói là vui lắm nha mọi người. Rồi nếu đi tiếp nha, đây khu gia đình bên trái này ha, cũng mời bạn bè người thân rồi tới nhậu nhạc ăn chơi buổi tối vui quá trời vui luôn nè. Này có nhà bác này đầu tư trang trí cái hàng đá quá đẹp, để thấy là cũng có đài truyền hình của VTV xuống ngồi phim phỏng vấn đây. Wow, nhìn rất là đẹp luôn nha. Đây chợ hình Chúa Giáng sinh trong cái hang đá trang trí rất là nghệ thuật đẹp. Ở đây là nhà dạng cá nhân thôi nhưng cũng đầu tư trang trí rất là đẹp, đã đang được đài truyền hình phỏng vấn nè. Rồi còn nhiều chỗ đẹp nữa, đi mấy cái nhà thờ khác nữa, Nick sẽ tiếp tục thôi, mời cô chú anh chị và bạn lên đường đi tiếp tục nha. Đây là khu vực nhà thờ giáo xứ Bình An, năm nay trang trí cũng khá là đẹp nha, nên là mọi người đi ngang tò mò dừng lại ngắm nhìn nè, Nick cũng sẽ dừng lại ngó xem một tí nha, nghe nhạc sập sình bên trong cũng rất là vui luôn nữa. Hôm nay trong nhà thờ có chương trình văn nghệ hay gì đó mà nhạc cũng nghe sập sình rất là hay nha. Đây tới gần thì thấy nè, có chương trình biểu diễn ở bên trong nữa. Vui quá, nôn nao Giáng sinh quá chừng luôn.
nhưng mà còn nhiều điểm hay phía dưới nữa. Nước sẽ tiếp tục di chuyển nha, mời cô bác anh chị và các bạn cùng theo chân Đức nha. Wow, khu nhà này cũng trang trí hàng đá quá đẹp luôn nè. Nói chung là khu này là chỗ nào đẹp người ta có thể dừng lại chụp ảnh, quay phim hay là bất cứ điều gì nha. Nói chung là giáo dân ở đây cứ mỗi năm vào dịp Giáng sinh người ta trang trí đẹp, đẹp để mà vừa chào mừng Chúa, và bởi vì trong đối với người giáo dân thì đây là dịp lễ rất là lớn quan trọng, và chào mừng tất cả những người trong và ngoại đạo nếu đi ngang có thể dừng chân ghé chơi tham quan thì bạn thoải mái luôn. Rồi tiếp tục đi tiếp nha mọi người ơi. Mới đi một đoạn thì lại có một cái chỗ trang trí cũng khá là đẹp nữa, một cái hàng đá này quá đẹp lộng lẫy nữa nè. Wow, khu vực nhà này cũng đầu tư trang trí quá hay luôn. Khu vực này quá nhiều luôn, trên đường Phạm Thế Hiển đoạn này như Nick đã nói là 5-6 cây số, chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng hay cũng đẹp nha. Hôm nay rất là may mắn là vào bên trong này không có bị kẹt xe nhiều nên Nick đi rất là thoải mái, dừng lại cũng thoải mái, quay nhược nhiều chỗ cho bà con của bác anh chị mình cùng xem ha. Wow, đẹp quá mọi người. Thôi tiếp tục đi ha. Bên kia đường nè cũng có cái hàng đá nhỏ nhỏ rất là dễ thương luôn nè. Mọi người có thể dừng lại cho các em đến xem ngắm rồi chụp ảnh quay phim đó. Wow, vui quá vui luôn. Còn đây là khu vực nhà thờ giáo xứ Bình An Thượng nha. Wow, trang trí cũng đẹp lắm nên Nick dừng lại đi vào bên trong nhà thờ một tí nè. Wow, chỗ này Nick thấy là có phun tuyết nè, tuyết bay trắng xóa luôn, rất là vui. Wow, đã quá nè.
trời luôn, tuyết rồi. Rất là vui và rất là tuyệt vời luôn, nhiều chỗ vui quá trời luôn nha. Nhưng mà còn một cái điểm nữa rất là quan trọng và đẹp nhất ở trong khu của giáo xứ ở đây, của khu xóm đạo đây, đó là nhà thờ giáo xứ Bình Thuận. Ở đây là điểm nhấn nha, phía trước mặt thôi mọi người ơi. Đó, cái tháp cao đó là nhà thờ giáo xứ Bình Thuận này. Ở đây sẽ có một chương trình mà hàng đêm đều diễn ra, đó là có chương trình nhạc rất là hay, sân khấu rất là lớn. Nick cũng nghe thông tin vậy mà hôm nay tới xem như thế nào. Nick sẽ quay lại ít phút cho bà con cô bác mình cùng xem nha. Để tới nhà thờ rồi. Wow, nhìn từ xa là cái tháp cao, ánh đèn vàng lung linh buổi tối, tuyệt vời. Wow, đông quá nè. Có nghe tiếng nhạc rồi, có cây thông Noel bên phải rất là cao luôn, màu xanh nè. Wow, Nick kiếm chỗ gửi xe đi vào quay ít phút lại chỗ này để cho mọi người cùng xem cái nhà thờ giáo xứ Bình Thuận nha. Quá đẹp luôn rồi. Đây là mặt tiền của nhà thờ giáo xứ Bình Thuận nè. Nhà thờ này theo biết tìm hiểu thì mới được xây dựng lại gần đây thôi, và cũng mới khánh thành cách đây vài tháng thôi, còn rất là mới và to lớn đẹp hơn nhiều so với nhà thờ cũ trước đó nha. Wow, nhìn lên lung linh lấp lánh nè, trang trí quá đẹp luôn. Nhạc thì đối diện là có một cái sân khấu biểu diễn rất là lớn, tí nữa đi qua bển quay. Còn ở đây mặt tiền nè, xây những cái bậc tam cấp lên thang này rất là cao, mọi người ngồi ở trên đó có thể nhìn qua sân khấu bên kia. Wow, nhiều chị em, nhiều cô mặc áo dài trắng, áo dài và đẹp quá. Mời quý vị cùng ca đoàn Legio tái hiện lại khung cảnh Bethlehem với nhạc phẩm Bethlehem năm xưa dưới sự chỉ huy của sơ Maria Thúy Hạnh.
và nhóm múa thiếu nhi giáo xứ Bình Thuận. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Được cảm ơn ca đoàn Legio và phần chỉ huy của Sơ Maria Thúy Hạnh và nhóm múa quý vị. Giê-xu ơi, Giáng sinh làm người, Giê-xu ơi,
Cha Chánh Xứ và nhóm múa thiếu nhi với nhạc phẩm Lời Cầu Hang Bethlehem. Giáo xứ Bình Thuận thì năm nay trang trí rất là đẹp, hệ thống rất là khổng lồ luôn, và tạo sân khấu biểu diễn gồm có nhiều ca sĩ nè, rồi là có bên giáo đoàn ca hát nữa, rất là hay. Và mỗi ngày đều có những chương trình khác nhau rất là tuyệt vời, còn ngày mai, ngày mốt, ngày kia nữa. Cho nên là quý bà con của quán mình nếu có dịp đi ngang xuống khu vực này ở đường Phạm Thế Hiếu quận 8 nè, tăng thời ghé tham quan vào buổi tối, chương trình rất là hay nha, thưởng thức chương trình nhạc và đi ngắm khung cảnh của phố Xóm Đạo ở quận 8 thì rất là tuyệt vời. Và video clip và review đường Phạm Thế Hiển Xóm Đạo quận 8 ở Sài Gòn đến đây thì Đức xin tạm dừng. Cảm ơn tất cả cô chú chị và các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Chúc một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ, hạnh phúc và một năm mới được nhiều niềm vui đến cho tất cả mọi người, mọi nhà. Chào tạm biệt và gặp lại ở những video clip về sau. Chào tạm biệt tất cả cô chú anh chị và các bạn. Bye.